Các quý vị, bảo tàng Mafia trưng bày tham nhũng trong tổ chức bóng đá FIFA, tin từ Las Vegas, Nevada. Một viện bảo tàng ở thành phố Las Vegas, trước nay chuyên trưng bày những hiện vật của dân giang hồ miền Biển Tây, vừa mở một khu vực trưng bày vĩnh viễn vào hôm thứ ba, ngày 1 tháng 9, dành cho những bằng chứng của cái gọi là sự tham nhũng lan tràn của tổ chức điều hành môn túc cầu thế giới. Cuộc trưng bày mới được ra mắt tiếp theo sau một vụ tai tiếng về tham nhũng dẫn đến cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử 111 năm của liên đoàn túc cầu quốc tế FIFA. Vụ thay tiếng này ngày nay đang được so sánh với các hoạt động của thế giới băng đảng. Bảo tàng Mob Museum là nơi trưng bày một số hiện vật thuộc những hoạt động tội phạm tàn bạo và bốc lột nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Này, Mob Museum trưng bày thêm các hình ảnh, bản tin và những lời dẫn chuyện trong chủ đề gọi là trò chơi đẹp biến thành gớm ghiếc mà trò chơi đẹp ở đây tức là môn thể thao túc cầu. Hồi cuối tháng 5, các công tố viên Hoa Kỳ tại New York đã truy tố chính giới tích túc cầu, hầu hết đều từng nắm giữ những chức vụ điều hành tại FIFA. Các giới chức này cùng với năm giám đốc truyền thông thể thao bị tố cáo thông đồng với nhau để thu khoảng 150 triệu Mỹ Kim tiền hối lộ trong suốt khoảng thời gian 24 năm. Vụ tai tiếng này đã khiến cho chủ tịch FIFA lúc đó là ông Sepp Blatter đã phải từ chức.